Chiếc vẫn ở vào máy công chúa. Lý Tuân trở lại, Chu Vận tiếp tục truy phu. Lý Thừa Khoa chính thức comeback và độc miệng hơn trước, công chúa Chu Vận tiếp tục sự nghiệp truy phu của mình. Bộ phim Chiếc vẫn ở vào máy công chúa, Chiều sáng anh sưởi ấm em hiện đang là một trong những cải tiến hot nhất màn ảnh Hoa ngữ, giúp cho mùa đông này có phần lạnh lẽo hơn, nhưng cũng qua đó lại được sưởi ấm. Nữ chính Chu Vận Trương Định Nghi chờ đợi nam chính Lý Tuân Trần Phi Vũ nhiều năm, rồi cô cũng muốn khán giả chờ đợi diễn biến tiếp theo đến sốt ruột. Vậy là chuyện tình giữa công chúa và thủ khoa Lý bước vào giai đoạn ngược tâm khán giả. Bối cảnh đã khác đi, khi không còn là những cô cậu sinh viên trên ghế nhà trường, mà họ bắt đầu hành trình dấn thân vào con đường sự nghiệp. Giờ đây khoảng cách giữa cả hai càng lớn, vì Lý Tuân có thêm một vết nhơ không thể nào rửa sạch trong suốt cuộc đời. Tất nhiên tình cảm của họ vẫn sâu đậm như ngày nào, nhưng thay vì có thể thẳng thắn đối mặt như Chu Vận, Lý Tuân chọn né tránh vì cảm thấy bản thân hèn mọn trước công chúa, không xứng đáng với cô ấy. Hiện tại điều khán giả mong muốn được nhìn thấy ắt hẳn chính là hình ảnh Lý Tuân được trả tự do, quay trở về hàn gắn với công chúa và bắt đầu hành trình, lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mình. Anh khẳng định điều mình muốn chẳng phải là một công ty hay tiền bạc, thứ anh muốn lấy lại chính là tôn nghiêm của mình. Hành trình này chắc chắn sẽ rất kịch tính và giúp khán giả hả dạ nếu hai kẻ phản diện Cao Kiến Hồng và Phương Chí Tịnh sớm trả giá, nhận lấy kết cục xứng đáng cho những hành động xấu xa mà mình đã làm. Sau khi ra tù, tình cách Lý Tuân trở nên trầm mặc gấp nghìn lần trước kia và lại dựng nên một rào chắn giữa bản thân và tất cả những người xung quanh, bao gồm cả công chúa. Hiển nhiên công chúa sẽ lại hóa kỵ sĩ đường đường chính chính, muốn ở bên Lý Tuân, một lần nữa thắp sáng thủ khoa Lý. Chu Vận sẽ giúp anh nhận ra rằng cuộc sống của anh cần có cô, cũng như chính Chu Vận luôn muốn được ở bên cạnh đồng hành cùng Lý Tuân. Thủ khoa Lý cứ việc bật chế độ xa cách, thốt ra những lời khó nghe đến mức nào thì cũng chẳng có tác dụng gì đối với Chu Vận. Lời Lý Tuân gai góc quyết tuyệt thì Chu Vận còn cứng đầu kiên cường và sẽ không bao giờ buông bỏ tình cảm bản thân đã chắc chắn. Trước đây có thể thu phục được anh thì thêm một lần nữa cũng chẳng làm khó được cô nàng, chỉ tiếc khoảng thời gian bỏ lỡ nhau và hành động làm tổn thương người mình yêu nhất của Lý Tuân. Tại sao câu chuyện giữa Chu Vận và Lý Tuân lại có thể làm khuynh đảo cộng đồng mặt phim, dù bên cạnh những đánh giá tích cực đồng nhận về không ít những nhận xét phủ nhận ưu điểm của bộ phim? Đơn giản có thể nói rằng câu chuyện của họ tuy có một số tình tiết rất ngôn tình, rất xến xẩm và chẳng có gì mới mẻ, nhưng quan trọng hơn cả, nó lại rất chân thật và đời thường. Chính sự thấu hiểu nhân vật từ cặp đôi diễn viên trẻ Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã giúp cho Chiếc bật nửa và Váy công chúa thấm đậm những cảm xúc khó tả thành lời. Những biến cố mà họ trải qua, những đau khổ, hóa thành động lực và sức mạnh để tiếp tục tiến về phía trước, không được thần thánh hóa, không quá phô trương. Mọi thứ được diễn tả và biểu đạt qua lối diễn xuất tự nhiên, đôi khi cũng có phần non nớt, nhưng vẫn đi vào lòng người không ít khán giả, qua những khung hình đặc tả đầy dụng ý và dụng tâm. So với những bộ phim ngôn tình màu hồng ngọt ngào, thì đây lại như một loại thức uống tăng lực, giúp một số người xem có thể tìm thấy nguồn năng lượng nhiệt huyết, nhận thấy một tình yêu mãnh liệt có thể hóa thành một loại sức mạnh để chữa lành, để đưa người ta thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng. Tuy có thể sẽ không trọn vẹn, có những tiếc nuối, những vết thương đã hóa thành sẹo không thể xóa bỏ, nhưng hoàn toàn có thể thoải mái thốt lên rằng thật may khi vẫn kiên trì theo đuổi, thật may khi đã không bỏ cuộc giữa chừng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.